truyện Hàn Quốc Cuộc sống tươi đẹp tập 91-92. 13:15 hành trang tuổi xanh chủ đề sống ngăn nắp gọn gàng. 13:30 gia đình đạo cổ. 14:00 phim truyện Việt Nam 30 ngày làm cha tập 37. 15:00 ca cổ. 16:00 chuyện thật như đùa. 16:20 phim hoạt hình Cuộc phiêu lưu của cá chép. 16:40 phim truyện Trung Quốc Tình yêu trọn vẹn tập 17-18. 18:20 chương trình thời sự địa phương. 18:40 bản tin dự báo thời tiết thủy văn. 18:45 chuyên mục sở hữu trí tuệ và cuộc sống, giới thiệu dự án tuyên truyền sở hữu trí tuệ. 18:55 tiểu phẩm giao thông làm chủ xe máy. 19:00 tiếp chuyển chương trình thời sự đài truyền hình Việt Nam. 19:45 bản tin thể thao. 19:50 thông báo quảng cáo. 19:55 tạp chí Tam Nông. 20:25 chuyện thật như đùa. 20:35 phim truyện Trung Quốc phá án tập 5 và 6. 22:00 phim truyện Việt Nam 30 ngày làm cha tập 38. 22:45 tổng hợp các bàn thắng bóng đá thế giới. 23:00 vở kịch hài Toán.